Cái hiên này là thiết kế 4 cột đấy ạ. Nhưng mà bỏ. À, nhưng mình cắt bớt đi thôi. Cắt bớt đi 2 cột. Mình cắt bớt đi nhìn nó đỡ cho nó thoáng, cho đỡ rườm rà. Mà nó đỡ chi phí. Ở trên màn hình các bạn đang quan sát cái mẫu nhà hộp với diện tích chiều mặt tiền là 9m và chiều sâu là 13m. Đây là phần thô. Xin mời các bạn vào trong nhà tham khảo. Ở tầng 1 thì đã làm xong phần thô và trên tầng 2 thì đang bố trí là đổ tầng 2. Cái phần hiên thì vẫn chưa xong. Còn một phần mái bên trên nữa. Đó. Ở tầng 1 thì được gia chủ bố trí là một phòng khách và hai phòng ngủ, một phòng, một gian cầu thang và nhà ăn kết hợp luôn. Đây các bạn đang quan sát cái hệ thống phần hiên được chia ra là 1m8 và chiều ngang. Chiều ngang là được chiều ngang sử dụng là được 4m rưỡi. Đó. Các bạn tham khảo cái phần hiên này. Đây, ở đây gia chủ bố trí xây tường 20 rỗng giữa nha các bạn nhé. Đó. Đây là cái phần móng này. Móng này thì được gia chủ bố trí là đi đổ ép cọc bê tông với 4 cọc 2 tầng. Đó. Hiện tại thì các bạn đang quan sát cái hệ thống phòng khách. Đây là 2 gian phòng khách với diện tích là trên 30m2. Chiều ngang này là 4m rưỡi 4m7 phủ bì. Còn chiều sâu là 7m4 các bạn ạ. Đó, rất là rộng. Đây, gia chủ bố trí thêm một cửa ngang đi về sau và một ô cửa sổ đây. Cái cửa kia thì hạn chế mở thôi, gọi là dự phòng thôi. Đó. Đây, mình bước vào đây thì bên ông này là một phòng ngủ. Trong cùng kia là một phòng ngủ. Đó, và chỗ tay mình chỉ kia là khu cầu thang, bếp và nhà vệ sinh. Đó. Và bây giờ xin mời các bạn đi vào phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1 này thì có diện tích là 16m2, rất là rộng, kết hợp với một ô cửa sổ mặt tiền. Đó. Rất là to. Cửa sổ to này thì gia chủ bố trí là lắp cửa gỗ lim Nam Phi, học có khuôn bao. Phần bao rất là rộng, to. Đó. Các bạn tham quan sát và tham khảo. Đây. Đã, các bác thợ đã đang kẻ vạch đường điện này các bạn này. Đang kẻ vạch đường điện đó. Đây, các bạn quan sát hệ trần này, rất là phẳng này. Nhưng các bạn nào đang chuẩn bị xây nhà hoặc đang xây nhà thì hãy comment lên và để anh em cùng tham khảo. Đây. Tiếp tục chương trình thì mình lại đi mời các bạn đi vào khảo sát cái phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 này thì rộng hơn cái phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 2 này là với diện tích là 18m2. Kết hợp một ô cửa sổ đằng sau. Đấy, lấy view ra cánh đồng rất là mát các bạn ạ. Đây, rất rộng. Cái góc cam của mình nó hẹp nên là các bạn không thể quan sát hết được như mắt thường vào trong cái căn phòng này. Rất chi là rộng. Đây là mình đang đứng ở cửa này. Đó, rất rộng. 18m2 các bạn. Vâng, tiếp theo đấy thì phần cầu thang. Đây. Cầu thang thì được gia chủ bố trí là đi cầu thang vuông, hai nhịp ba nhịp.
Bên mình các bạn đang quan sát thì đây là cái hệ thống cầu thang 3 nhịp. Chiều ngang thì chiều ngang của cái cầu thang này, cái hệ bậc này là 1m1 đó. Đây nhịp 2 và nhịp 3 được bố trí hai ô cửa lấy ánh sáng cho cầu thang. Đó, các bạn quan sát. Và bên dưới này thì là được bố trí là cái hệ thống nấu ăn. Bên dưới này là được bố trí một cái bể. Bên trong cùng kia là nhà vệ sinh. Đó, góc trên này thì để mình đựng đồ. Đó, các bạn quan sát và tham khảo. Cái hai cửa sổ này là cái cửa trên là chú lấy ánh sáng là cho cầu thang. Vâng, cái cửa dưới này là lấy ánh sáng cho phòng dưới. Đó, nhà ăn thì là mình không cần bật điện nó vẫn sáng được. Tức là tạo ra cái độ thoáng cho căn phòng. Đấy, đứng kia mình mới thấy là cái rầm nó to nhỉ. Đây, rầm rất là to. Vậy là mình đã vừa chia sẻ cho các bạn cái mẫu nhà hộp 2 tầng. Đó. Các bạn xem video thấy hữu ích thì cho mình xin một lần like, một lần đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh, giúp cho kênh phát triển cũng như các bạn sớm cập nhật được cái mẫu nhà mà các bạn ưng ý. Xin chân thành cảm ơn. Đây, hệ thống cầu thang đi lên. Đây, các bạn quan sát cái hệ thống rầm này. Rất là dày. Đấy, mình đo cho các bạn quan sát này. Gần 30 phân. Ba mấy phân đấy các bạn ạ? Gần 40 phân đấy. Trên tầng 2 này thì được gia chủ bố trí là hai phòng ngủ và một phòng chính sinh hoạt chung. Ở đây với lại kết hợp với khu nhà vệ sinh ở bên hông. Các bạn đã hình dung được chưa? Đó, mình đang đứng ở khu cầu thang đi lên đây. Đó, cái điểm khác biệt ở cái mẫu nhà này là gia chủ bố trí không làm hệ cầu thang ở trên tầng 2. Mà chỉ làm cái phần cầu thang phụ. Đây, các bạn nhé. Làm cầu thang phụ đi lên. Đó. Lên hệ bên trên mái cầu thang. À, trên mái nhà vệ sinh. Xong là đi lên bên trên kia. Đó. Có chỗ đi lên kia. Bởi vì sao? Bởi vì gia chủ làm hệ chống nóng là ít khi lên trên tầng hệ chống nóng. Nên gia chủ sẽ không làm cái phần cầu thang đi lên trên tầng 2 lên trên hệ chống nóng nữa, để giảm thiểu cái phần chi phí cho cái mẫu nhà này. Ở đây thì gia chủ sau này sẽ bố trí cái phần dậu lan can vùng quanh đây, đi bo vùng quanh đây. Đó, tạo cho một cái hệ thống trên tầng 2 này nó rất là rộng rãi. Đấy, các bạn quan sát này. Đấy, góc này thì lấy ánh sáng này để lấy cho cái phòng này nó rất là sáng này, cái khoang này rất là sáng này, nhà vệ sinh đây. Và cái phòng này là phòng 18m2, bên trên cái phòng số 2 của các bạn vừa quan sát đấy. Đó, rất là rộng. Cũng một ô cửa sổ lấy view ra đằng cánh đồng và khu vực phòng sinh hoạt chung này là bên trên cái hệ thống phòng khách được bố trí là hai ô cửa sổ rất là mát. Và ô cửa chính ra hiên này các bạn này. Cái hiên này làm xong thì rất là đẹp. Vài hôm nữa mình sẽ ra view lại cho các bạn khi nào mà đã xong. Mái hiên đổ vòm này. Đấy, được bố trí sắt cong để uốn này.
Đó, rồi khi mà các bạn đi vào cái phòng ngủ bên trên cái phần phòng ngủ tầng 1. Cái phần phòng ngủ này thì cũng bằng diện tích với cái phòng ở tầng 1 là 16 mét vuông đấy các bạn ạ. Nhưng mà trên này thì được bố trí cái ô cửa sổ bé. Đó. Đấy, các bạn quan sát cái phần phòng ngủ này. Đó, 16 mét vuông thì tha hồ các bạn sử dụng. Có nhiều nhà có 12 mét vuông nhìn nó vẫn rất vẫn gọn gàng. Thì đây là 16 mét vuông thì rất là đẹp. Nhưng mà cũng phải là gọi là có đất thì để mình làm vẽ được các bạn ạ. Rồi. Mình đã giới thiệu xong cái mẫu nhà hộp 2 tầng này, các bạn thấy hữu ích thì cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào.